Ái chà, vậy là trăng cũng đã lên cao rồi sao? Với tình hình như thế này thì mình nghĩ rằng nó nha sẽ rất là khó để mình có thể tiếp tục làm được những công việc tiếp theo. Tuy nhiên, khó không hẳn là không thể. Mình nghĩ rằng đó hả là mình sẽ cố gắng làm nốt một việc cuối cùng luôn trước khi hả mình có thể đi ngủ trong thế giới Minecraft ngày hôm nay. Thì hôm nay á là mình đang sinh tồn ở trong một cái thế giới Minecraft mới và mình vừa xây xong một căn nhà nè. Từ từ nha, để bây giờ mình dùng một miếng đất mình đặt ở đây đi để mình có thể cho tất cả mọi người có một cái nhìn khái quát hơn về cái nơi mà mình đang ở. Thì như các bạn cũng đã thấy, cái nơi mà hiện tại mình đang ở đó nha, đó chính là một khu vực đầm lầy. Nói đúng hơn đó hả, là mình nghĩ rằng đây chính là một nơi giao thoa giữa đầm lầy cũng như là khu rừng gỗ Vân Sam á. Thì lý do vì sao mà mình là quyết định ở một khu vực như thế này trong ngày hôm nay, bởi vì mình đang muốn tìm kiếm một bí ẩn về khu vực này. Đúng rồi đó, dạo gần đây đó nha, mình đã nghe được rất rất là nhiều những câu chuyện kinh dị về khu vực đầm lầy cũng như đó hả là khu vực khu rừng gỗ Vân Sam, nên mình mới quyết định đó hả là tại sao mình lại không chịu thử nghiệm, gọi là tìm hiểu xem là liệu á những cái bí ẩn và bí mật đó đang trôi nổi tản mạn ở trên mạng á, liệu có thật hay là không. Rồi, thì bây giờ trước tiên đó hả, mình sẽ cho tất cả mọi người xem sơ qua một xíu về căn nhà của mình. Đây chính là căn nhà của mình đây. Bên trong nhà của mình cũng khá là tiện nghi, có giường ngủ để mình đi ngủ rồi nè, và có luôn cả một cái rương đồ. Tuy nhiên hiện tại bây giờ mình vẫn chưa bỏ bất cứ một cái món đồ nào vào cái rương đồ này cả. Có bàn chế tạo và có lò nung. Thì công việc của mình đó nha mà mình tính làm trong ngày hôm nay á, đó chính là hiện tại bây giờ mình đang bị thiếu sắt. Coi nè, thấy không, mình chỉ còn có một cái quặng sắt mà thôi, nên là mình tính á là sẽ đi vòng vòng để mà coi thử xem nó nha là liệu đó hả quanh đây có cái hang nào hay là không để mình có thể đi tìm sắt á. Nhưng mà do trời tối rồi nè nên là mình cũng không dám ra ngoài nhiều. Tuy nhiên hôm nay đó hả mình sẽ thử liều mạng vậy. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng coi thử xem là liệu đó nha quanh đây có một cái hang hay là một khu vực nào đó mà mình có thể gọi là xuống dưới đó để mà đào thêm sắt hay là không. Mình chỉ hy vọng là có thôi à. Và ở đây đó hả thì mình có thể thấy được đó nha, là giống như đây chính là một khu vực sông suối vậy đó, một cái sông và nó được nối với đầm lầy nè. Ai chà chà, thì mình nghe người ta nói rằng đó nha là thông thường á khoảng vào lúc 2-3 giờ sáng hoặc là 12 giờ đêm đó, thì thường thường đó nha, ở những khu vực đầm lầy, nếu như chúng ta nhìn thấy được có bong bóng nước nổi lên thì ở đó sẽ có một con quái vật hoặc là một cái thứ gì đó mà không ai có thể rõ được. Và nếu như chúng ta vô tình đi quá sâu vào cái hả chỗ nổi bong bóng đó đó nha, thì đó hả chúng ta sẽ bị cuốn trôi đi ra cả biển sâu luôn á. Nên là mình mới quyết định mình đi tìm hiểu nè, nhưng mà có vẻ như chẳng có gì cả. Dù gì bây giờ mặt trăng ở hướng này đó nha thì cũng chưa tới khoảng 12 giờ đêm đâu, nên là chắc cũng không có gì đâu ha. Rồi, bây giờ thì nói chung á là mình sẽ phải lo đi tìm hiểu xem liệu á là quanh đây của mình có một cái hang nào hay là không, bởi vì mình muốn đi đào sắt mà. Nhưng mà không biết rằng liệu đây có phải là cảm giác của riêng mình hay không ha. Nhưng mà thật sự á không hiểu lý do vì sao mà từ nãy tới giờ mình lại không hề nhìn thấy được bất cứ một cái gọi là bóng dáng của một con quái vật nào cả. Zombie Creeper Skeleton mình chẳng hề thấy một con gì luôn. Và điều đặc biệt nhất đó nha là mình cũng không hề thấy bò, heo, gà hay cừu cả. Vậy là sao ta? Đúng là khó hiểu ghê. Tuy nhiên đó nha, mình nghĩ rằng đó hả, đây rất có thể cũng chính là một trong những dấu hiệu cho thấy rằng á là mình đang đi đúng hướng. Chắc chắn rằng là vào lát nữa thôi, khoảng 2-3 giờ sáng đó nha, mình sẽ nhận thấy được những cái dấu hiệu kỳ lạ nhất đến từ khu vực đầm lầy này. Thôi, bây giờ thì đã tới lúc rồi, mình nghĩ mình nên mau chóng quay trở về lại căn nhà của mình thôi. Mình sẽ tạm thời gác lại cái việc đi tìm cái hang vậy, sáng ngày mai đó nha, đi tìm sẽ ok hơn á. Rồi, bây giờ mau chóng quay trở về lại căn nhà của mình để mà đi ngủ thôi. Nhưng mà... Ủa? Từ từ. Cái gì đây? Hả? Wait, what? Có chuyện gì diễn ra với căn nhà của mình vậy? Ủa? Cái gì thế này? Sao mà căn nhà của mình nát bét luôn rồi? Oh my freaking god! Cái giường của mình đâu? Cái lò nung của mình đâu? Ơi! Đuốc đồ nè! Hả? Là sao? Sao tự nhiên mình chỉ vừa mới đi ra khỏi ngôi nhà của mình khoảng có 2-3 phút thôi, rồi mình quay về thì bây giờ căn nhà của mình đã nát bét nát tươm luôn rồi. Rồi bây giờ đó hả, mình còn để ý đó nha là có cả những vết máu nữa. Và những cái vết máu này hình như là
là nó đến từ cái rương đồ hay sao á. Ủa, vậy là sao? Chẳng lẽ ngôi nhà của mình đã bị một con quái vật hay là một con thực thể nào đó tấn công hả ta? Và nó đang tìm kiếm mình. Nhưng mà cũng không được nữa. Nếu như mà nó tìm kiếm mình đó nha, thì tại sao lại có những vết máu cơ chứ? Hay là con quái vật ấy đó hả, đang bị thương và nó muốn tìm một nơi để mà trú ẩn, nhưng mà không trú ẩn được. Quá nhiều cái lời hả, quá nhiều những cái khúc mắc mà mình không biết phải nói như thế nào luôn á. Đâu, bây giờ nói gì thì nói, thử mở cái rương đồ ra thử coi. Và hả? Cái gì đây? Hãy nhìn nè, bên trong rương đồ của mình hiện tại đó nha, đang có những món đồ cực kỳ kỳ lạ luôn. Mà mình có thể thấy rằng á, là những món đồ này chưa bao giờ từng xuất hiện trong thế giới Minecraft. Đầu tiên đó nha, đây chính là những vết máu. Phải là có vẻ như con quái vật này đã cố gắng mở cái rương đồ của mình ra để mà tìm một cái gì đó. Chắc là nó muốn tìm đồ ăn hả? Còn những cái vàng vàng này nhìn thì giống như quả chuối vậy đó, nhưng mà nó không, nó là vỏ chuối. Vỏ chuối? Con gì có thể ăn chuối mà bỏ lại vỏ chuối ta? À, con khỉ. Đúng rồi đó. Vậy là có khi nào nói nha, nhà của mình đó hả, đã bị đột nhập bởi khỉ không? Nhưng mà cũng không được. Trong thế giới Minecraft đó nha, thì làm gì mà có khỉ cơ chứ? Và bây giờ từ từ đi. Bây giờ đó hả, mình nhìn thấy vết máu đó nha. Hình như là cái vết máu nè, nó đang dần dần á hả, là đi theo những cái cây này nè. Và rất có thể đó hả, cái con quái vật mà đã đột nhập vào nhà của mình rồi phá nhà của mình đó nha, chính là hả, chính là một con khỉ, rồi sau đó nó leo lên cây á. Có thể lắm chứ. Thôi được, bây giờ đó nha, mình nghĩ rằng đó hả, là nếu như á mình lên cây này nè, đúng rồi, mình đi theo vết máu đi, thì mình có thể biết rằng đó hả, liệu con quái vật mà đã vào nhà của mình có thực sự là một con khỉ hay là không, hay là một con quái vật kiểu khác, một con quái vật mới trong thế giới Minecraft, và mình sẽ biết rằng đó nha, là nó đã đi đâu. Và bây giờ chúng ta đó hả, có thể nhìn thấy ở đây nè, có rất là nhiều những cái vết máu trên cây luôn. Có vẻ như là con thực thể này, con khỉ này nè, chắc là nó biết nhảy hay sao á. Và ơi, từ từ, cái gì đây? Một quả táo xanh hả? Ủa, có phải không? Nhìn giống như quả táo vậy đó. Nhưng mà rõ ràng luôn là trong thế giới Minecraft làm gì có táo xanh, chỉ có táo đỏ mà thôi. Vậy thì rốt cuộc cái thứ này là cái gì? Và ơi, từ từ, nó là chất đột biến. Và nhìn kỹ nè, thấy không? Ở trên những cái cây kìa, mình cũng thấy được đó nha, có những cái chất đột biến nhỏ trên cây á. Wait, what? Đừng nói với mình rằng đó nha, là sẽ có chuẩn bị có thêm một loài động vật nữa trong thế giới Minecraft ngày hôm nay, vô tình ăn nhầm phải chất đột biến rồi sẽ hóa thành những con quái vật giống như là hả, là trong Zucozic nha. Cái quái gì thế này? Thôi được rồi, bây giờ thì mình nghĩ rằng đó hả, là mình không có cách nào mình có thể nhảy qua được những cây này như con quái vật hết trơn hết đó, nên chắc là mình sẽ phải tạm thời mình đi bộ thôi. Mình sẽ phải lần theo vết máu trên những cái cây, hy vọng rằng đó nha, là nó sẽ cho mình một cái dấu vết gì đó ở dưới đất. Đúng rồi nè, coi nè, có vẻ như đó nha, là cái con quái vật đó, con khỉ đó hay sao á, đã nhảy từ cái cây này qua cây khác, nên là máu vun vãi khắp nơi nè. Và ở đây nè, đó, chuẩn luôn, cũng rớt ra những cái chất đột biến như thế này nữa. Vậy là sao ta? Oh my freaking god. Chẳng lẽ hay là mình nghĩ rằng đó nha, dựa theo suy luận của mình, con khỉ này nè, nó là một cái con mà đang bị rất là đói bụng luôn. Và bởi vì nó đã ăn hết chuối rồi, cho nên nó đã tấn công nhà của mình để mà tìm đồ ăn. Bởi vì nó nghĩ rằng trong nhà của mình có đồ ăn, tuy nhiên lại chẳng có gì cả. Và cuối cùng bởi vì nó quá đói, nên là nó quyết định đó nha, nó đã ăn luôn những cái chất độc biến này. Bởi vì trước đó nó nghĩ rằng nó những cái chất độc biến này là chưa thể ăn được. Và sau khi nó ăn xong thì nó bắt đầu biến đổi, và máu của nó vun vãi khắp nơi như thế này, đúng không ta? Dám lắm á nha. Vậy là hả, chuyện gì bây giờ sẽ diễn ra với lại con khỉ ấy hả trời? Nhưng mà đó nha, bây giờ đó hả, mình nghĩ rằng là với cái đà như thế này thì chắc chắn mình sẽ không thể tài nào có thể kiểm soát được hết tình hình. Cái tình cảnh này đã bắt đầu vượt qua quá giới hạn của mình. Thôi, bây giờ nên mau chóng quay trở về lại nhà của mình đi, rồi mình sẽ tính tiếp. Ơi, hình như là mình vừa nghe thấy cái âm thanh gì đó đúng không ta? Nhưng mà để mà nói đó nha, mình xin đảm bảo 100% rằng cái âm thanh này là đến từ một loại động vật linh trưởng, nhưng mà nó không phải là của khỉ đâu. Và ơi, coi kìa, hình như là mình có đang nhìn lộn không vậy? Ở đó có con gì kìa. Và con này ơi, nhìn ghê chưa,
Người nó chảy máu kìa, mắt nó chảy máu, ngực nó chảy máu kìa. Con nó là con gì vậy? Oh my god. Và có vẻ như nó nha, nó đang nhìn mình đúng không ta? Con này cái tiếng của nó kêu giống như là con. Con gì? Ồ nó kìa, kinh cây kìa. Ồ nó làm gì vậy? Oh my god. Nó quấn mình hay gì vậy? Ồ cái gì, con gì đây? KSD đã bị giết bởi Godzilla Zukozit. Ôi đây là Godzilla mà, what the hell. Ồ trời ơi, nó dí mình. Và con này nó nha, nó quấn mình đó hả? Là mình bị độc. Có vẻ như đó hả, là mình cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi chất độc đột biến á. Nó đâu rồi? Ôi, bây giờ trời đất ơi, mình đang quýnh lộ với nó ngay tại lãnh địa của nó luôn á. Nó rất là khó, nó có thể nhảy được mình đúng không? Ôi giờ mình phải làm sao bây giờ đây? Cái SD ơi, cái tầm này là chắc chắn không ổn rồi. Con quái vật ở đâu rồi hả? Dạ, mình phải làm thế nào bây giờ? Người nó chảy máu đồ ghê quá à. Nó đâu rồi? Kìa. Ok, mình sẽ thử lợi dụng chiều cao vậy để xem nó nha. Là nó hả, có nhảy tới mình hay là không nha. Ôi, nó nhảy tới. Ba má ơi, cứu con. Nó nhảy tới. Giờ phải làm sao bây giờ? Mình nó rất là bự nha. Nó nhảy tới mình luôn á. Nó này thấy không? Ok, có vẻ như đang muốn rình mò. Nó đang rình mò mình hay gì á, mình nhìn thấy không? Mắt của nó rồi người của nó chảy máu đồ hay gớm quá ông nội ơi. Người chết đi cái con tinh tinh này. Người chết được không vậy? Chết đi. Ok. Có này phải ổn rồi nha. Mà không được, chưa ổn lắm. Ây da, sao muốn nó quạm được cái ta? Sao mà nó bị vậy? Ok, chết đi. Rồi, cái con quái vật này, trời đất ơi, nó chạy máu, nó khóc kìa. Cứ gọi ai cứu tôi. Oh my god, cứu em anh ơi, đừng quýnh em nữa. Rồi, mình bây giờ mình sẽ phải né. Né, chết đi. Ai à, KSD lại một lần nữa bị giết bởi Godzilla Zukozit. Nhưng mà có vẻ như nó nha, là con quái vật này nè, nó vẫn chưa hoàn toàn biến đổi thành một con vật kinh khủng đâu. Nên mình nghĩ rằng nó hả, đây vẫn có thể là cơ hội của mình để mình cứ tiêu diệt nó. Lúc đó đó hả, là nó sẽ bị suy yếu luôn á, là nó sẽ không thể nào quýnh lại được nữa đâu. Nó đây rồi, chết đi. Né. Chạy lại. Ok, núp đi. Núp ở đây nè. Rồi người sao, trời ơi, nó nhảy lên kìa. Ông trời, nhảy lên cây kìa, nhảy kìa. Ôi trời ơi, oh my god, nó nhảy lên cây, nó muốn quýnh mình hay sao đó. Ôi da, đau mà. Thôi không sao cả, cố lên kẹt đi ơi, còn một xíu nữa thôi, ráng lên nào. Trời đất ơi, con quái vật này Zuko là Zukozit này, nó nhảy một cái giật cái mình luôn á. Mà đặc biệt đó nha, là cái tiếng hú á, con này là một con Godzilla kiểu như con tinh tinh á. Nói đây nè. Đừng làm ơn, đừng có làm hại tôi nữa nha, tôi xin luôn á. Rồi, bây giờ mình sử dụng nó nha. Nó rất là bự nên nó không thể nào đi qua được những cái khu vực gọi là nhỏ như này đâu, mình tin là như thế. Nhưng bây giờ mình muốn rất là cẩn thận. Yes, thành công rồi. Đó, đúng như mình nghĩ luôn đó nha, là bởi vì đó hả, con Godzilla này nó chỉ vừa mới gọi là sao ta, nó con Godzilla này nó chỉ kiểu như người là mới ăn chất độc biến thôi, nó vẫn chưa hoàn toàn biến đổi nên là mình vẫn còn cơ hội để có thể tiêu diệt nó. Mà thôi, bây giờ mình nghĩ rằng đó nha, là công việc của mình hiện tại á là mình nên mau chóng tìm cách để mà có thể thu thập lại hết được toàn bộ đó hả, cái số chất đột biến này. Chứ nếu không là trong khu rừng này toàn bộ hả động vật á sẽ trở thành quái vật hết luôn á. Rồi, mau chóng tìm cách thôi. Trời ơi, đáng sợ thiệt sự luôn á, chất đột biến ở đâu, phải mau chóng tìm cách thu thập lại hết thôi. Hả? Cái gì vậy? Mình lại tiếp tục nghe thấy được tiếng động của những con tinh tinh nữa kìa, của những con gorilla nữa. Vậy là trong khu rừng này vẫn còn những con tinh tinh đã vô tình ăn phải chất độc biến hả? Một con là quá đủ rồi, bây giờ nhiều con hả? Thôi, bỏ chạy thử sách, rời khỏi đây thôi. Mình không nên hả ở lại khu rừng này lâu hơn nữa. Không được, nó quá sức chịu đựng của mình rồi, chạy lại lên. Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện kinh dị về việc nếu như một ngày nào đó các bạn vô tình nghe thấy được những tiếng động, những âm thanh kỳ lạ trong thế giới Minecraft mà nghe giống như là một loài linh trưởng hay còn được gọi là một con tinh tinh, thì mình nghĩ rằng rất có thể con tinh tinh ấy trong thế giới Minecraft của các bạn đã vô tình ăn trúng chất đột biến và nó sẽ trở thành Godzilla Zukozit. Sau đó nó sẽ chảy máu rồi từ từ giết chết tất cả các bạn đấy. Thế nên hãy thật sự cẩn thận nhé. Và mình nghĩ rằng bây giờ mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một lượt like. Và nếu như bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và đừng hoảng sợ. Yeah,
Falling, I'ma keep on falling.